Hội thi được chia làm 3 phần thi, gồm gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi và đắp bờ đẹp. Hội thi được huyện Mù Cang Chải tổ chức thường niên trong 5 năm gần đây, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến du khách trong và ngoài nước.